Các bạn tiếp tục với câu 36 nha. Có một cái đoạn văn ở trên. Tuy nhiên thì nó cũng dễ các bạn. Với lại là vì kéo lên kéo xuống thì sẽ bị mất đoạn đầu này tới đầu kia. Thế nên là không dùng được. Cho nên những bạn nào mà xem video á, mà làm cái bài tập ở trên này mà không có hiểu á, thì cứ comment ở dưới nha. Mình sẽ giải đáp mấy cái câu nào mà các bạn không hiểu này. Tại vì kéo lên như thế này thì nó sẽ bị mất cái phần đáp án ở dưới. Mà kéo hết xuống phần đáp án thì lại không nhớ ở trên nó cái gì ha. Cho nên những bạn nào mà không hiểu thì cứ bình luận ở dưới rồi mình sẽ giải đáp kỹ. Rồi câu số 36 là A very good program on TV last night. Động từ see là xem ha. Tôi đã xem một cái chương trình rất là hay ở trên TV vào tối hôm qua. Các bạn có cái trạng ngữ chỉ thời gian ở đây là last night, là tối hôm qua. Đó thì nó là điều kiện để các bạn có thể được chia thì quá khứ đơn rồi. Chứ không phải là hiện tại đơn là see này. Không chia dạng tiếp diễn với đối với động từ see nữa này, là nhìn gặp, à, nhìn xem nữa này. Đó, chúng ta chỉ có một cái thì ở đây là quá khứ đơn là đúng này. Đó, cho last night. Thứ hai nữa là cái dấu hiệu tiếp theo là không thể dùng was saying được. Xem mà động từ này không phải dùng dạng tiếp diễn, giống như động từ hear là nghe hoặc là smell vậy các bạn. Rồi cái này why, trong khi tôi đang shopping sáng nay thì tôi đã làm mất tiền và tôi cũng chả biết tại sao hết. Các bạn có cái mệnh đề chữ why nữa này các bạn. Trong lúc này thì cái này phải là ai đó đang làm gì rồi ha, thì chúng ta sẽ có là quá khứ tiếp diễn. Đang đi shopping thì đột nhiên mất tiền. Cái hành động mà tôi mất tiền này nó sẽ cắt ngang cái hành động đang đi shopping. Cho nên là chúng ta sẽ chia thì quá khứ đơn ha, chứ không có phải gì, không có gì mà gọi là quá khứ tiếp diễn hết. Thì đúng cái này tôi mất tiền thôi. Đó, cho nên là chia quá khứ đơn thôi, chúng ta sẽ có là I was shopping. Và sau đó động từ quá khứ đơn là động từ lost, là quá khứ đơn của động từ lose các bạn. Cột 2 của động từ lose, cột 1 là lose này này. Và bây giờ thì đi shopping về rồi nè. Vào sáng nay, this morning này các bạn. Đó, this morning để các bạn biết là cái việc này xảy ra trong quá khứ này. Và sáng nay và bây giờ về nhà rồi thì không biết tại sao thì hiện tại này. Don't know how. Rồi, câu 38, last week, tuần trước thì cảnh sát đã phải kêu cái anh Alan này dừng xe lại. Stop ha, chúng ta sẽ có động từ stop. Dừng xe lại bởi vì anh ta đã lái xe mà trên 80 dặm một giờ ha. Rồi, lái xe quá tốc độ. Các bạn có dấu hiệu thứ nhất là last week, là tuần trước. Thì chứng tỏ là nguyên cái việc xảy ra, những cái việc xảy ra trong câu này sẽ phải là mạng quá khứ rồi, không có liên quan gì tới hiện tại hay các bạn. Cho nên là chúng ta không có chọn được phương án B ngay lập tức này. Rồi tiếp tục nữa là cái việc dừng này á, thì các bạn sẽ không có gì dạng tiếp diễn, dừng là dừng luôn mà. Bởi vì anh ta đang lái xe quá tốc độ thì cảnh sát mới bắt dừng chứ. Cho nên là cái việc mà dừng này sẽ cắt ngang cái hành động đang lái xe này. Chúng ta dịch ra thì chúng ta cũng biết được là cái nào là đang xảy ra và cái nào sẽ cắt ngang rồi. Đó, cho nên là chúng ta sẽ chia cái hành động đang lái xe quá tốc độ này á, sẽ chia dạng tiếp diễn. Thì bây giờ chúng ta chỉ có phương án này, was driving này, dạng tiếp diễn chúng ta loại cái này cái đã. Rồi, bây giờ á thì cái hành động mà đang lái xe này sẽ bị cắt ngang bởi hành động khác, là hành động cảnh sát bắt anh ấy dừng, cho nên chúng ta sẽ chia thì quá khứ đơn thôi. Không có gì phải chia tiếp diễn hết. Thứ hai nữa chúng ta không có chia dạng stopping như thế này ha. Là có là stop là bắt là ngừng ngừng luôn. Đó, cảnh sát đã dừng Alan bởi vì anh ta đang lái xe quá tốc độ là 80 dặm một giờ. Stop là thêm ed đọc là thờ nha các bạn. Ed này đọc là thờ. Cái he này đây, chủ ngữ he số ít cho nên chúng ta có to be là was và đến động từ thêm riêng là driving. Tiếp tục câu 39 là how, động từ cut là your finger rồi, là bạn làm sao mà bạn bị đứt tay vậy ha? Đó, đứt tay như thế nào vậy, làm kiểu gì mà đứt tay vậy? Các bạn có trong câu này á, chúng ta có động từ cut là làm đứt luôn chứ không có dạng tiếp diễn là đang cắt cái gì ha. Đó, đó, cái này là làm đứt tay là phục cái là đứt luôn, giống như làm vỡ cái gì là làm vỡ luôn chứ không có dạng tiếp diễn gì ở đây hết. Cho nên chúng ta không có dùng cái này cái đã nha. Tiếp tục câu này là câu hỏi. Thì câu hỏi thì các bạn phải có trượng từ trong câu. Thì đây này, phương án này là đáp 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 ứng cho các bạn là did you cut rồi. Còn cái này là thiếu thiếu trượng động từ. Các bạn không thể là how từ hỏi rồi đến chủ ngữ rồi đến động từ luôn, nó bị thiếu trượng từ nha các bạn. Bạn đã làm sao mà bạn làm đứt tay vậy? How did you cut your finger? Rồi. Tiếp tục là tôi nấu ăn và tôi làm rơi con dao này các bạn. Đây, các bạn sẽ có một cái câu này nhưng mà nó lại tách riêng ra hai mệnh đề khác nhau, mệnh đề thứ nhất này. Tiếp tục mệnh đề thứ hai là có chủ ngữ ở đến động từ ở đây. Nó không có giống như câu bên kia nữa, là câu bên kia là tôi đã quay lại và nhìn thấy Paula, là người ta đã lược bỏ chủ ngữ rồi. Là chỉ có là sau cái and là động từ luôn á thì các bạn mới chia cùng thì với nhau. Còn đây là người ta đã tách riêng ra hai câu. Ở đây nó có chủ ngữ này các bạn.
chứng tỏ là hai câu này làm cho các bạn phải cân nhắc là liệu nó có khác thì hay không. Nó khác thì người ta mới test ra như vậy, còn không thì cùng một chủ thể là người ta rút gọn rồi, người ta chỉ cần để từ and và đến động từ làm tiếp là cái việc gì xong rồi đến việc khác thôi ha. Còn người ta đã test ra như vậy là chứng tỏ nó đã khác thì rồi, người ta mới phải test riêng chủ ngữ. Thế bạn sẽ có là trong lúc đang nấu ăn thì đột nhiên làm rơi con dao thôi. Đó, chúng ta sẽ có một cái hành động đang tiếp diễn và một hành động quá khứ đơn cắt ngang. Vậy thì đang nấu ăn thì chúng ta sẽ có là was cooking, và hành động đã rơi ha, đã làm rơi thì các ngang hành động đang nấu ăn chúng ta sẽ thêm ed cho nó là dropped. À, rồi chúng ta không thể là trong lúc tôi đang làm rơi con dao thì tôi đã nấu ăn được ha, không có gì ngược như thế này. À, rồi tiếp tục câu số 41, when khi mà tôi đến bữa tiệc ha, chúng ta sẽ có động từ arrive at the party, thì mọi người đang rất là vui vẻ ha, have a good time. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là cái mệnh đề when này là mệnh đề trạng ngữ trị thời gian. Lúc mà tôi đến bữa tiệc thì các bạn sẽ chia dạng đơn thôi. Đó, chúng ta sẽ có là arrived. Đó. Và đây nữa thì mọi người thì tất nhiên là đang vui vẻ rồi, đang có một cái thời gian khoảng thời gian vui vẻ này các bạn. Thì chúng ta sẽ chia dạng tiếp diễn. Tại vì người ta đến bữa tiệc thì chúng ta sẽ có cái mấu chốt ở đây là party. Mà đã tiệc tùng thì mọi người đang vui vẻ thôi. Đó. Chứ không thể là sau đó mới vui vẻ được, không thể là chia cái hành động arrived là đến sau rồi sau đó mọi người mới vui được, mà lúc tôi đến thì mọi người đang vui. Cho nên chúng ta thấy là cái hành động đến này, cách ngang hành động đang xảy ra này, chúng ta sẽ có là quá khứ đơn trước rồi đến đó đang vui thì sẽ là quá khứ tiếp diễn, thì chúng ta sẽ có là hai phương án B hoặc là D thôi, hai cái này không được nhá. Các bạn có chủ ngữ là everyone, cái này là đại từ bất định là mọi người, các bạn không biết là ai hết, cái này là chủ ngữ số ít. Chủ ngữ số ít cho nên chúng ta sẽ có to be sẽ là was chứ không phải là were. Đó, cho nên phương án B là phương án chính xác. Rồi, tối hôm qua bạn có vui chứ? Vui không? Thì bạn sẽ thấy là trong câu này có cái trạng ngữ trị thời gian là last night là tối hôm qua, thì chúng ta sẽ chia thì quá khứ đơn thôi ha các bạn. Thì các bạn sẽ có là did you have. Còn nếu như mà nó ví dụ như mà nó có một thời gian cụ thể hơn, ví dụ như là vào lúc mấy giờ đó chẳng hạn, thì bạn có đang vui vẻ ở đó không chẳng hạn. Đó. Giống như ở trên này chẳng hạn thì có ngay là cái thời gian cụ thể là lúc tôi đến bữa tiệc này thì mọi người đang vui này. Đó, thì nó đã có một thời gian mà cụ thể được chỉ định ở trong này là lúc tôi đến. Đó, thì cái hành động gì đó đang xảy ra. Thì như câu 42 này cũng vậy, nếu như mà nó có thêm một cái dấu hiệu là tại một lúc nào đó nữa thì các bạn có thể dùng là were you having. Tuy nhiên ở đây nó chỉ đơn giản là last night thôi, là tối hôm qua thôi, nó không có xác định cụ thể là vào khoảng thời gian nào, cho nên chúng ta chỉ cần chia thì quá khứ đơn là được rồi, không cần phải quá khứ tiếp diễn nha các bạn. Ở quá khứ đơn là câu hỏi cho nên các bạn có trợn từ did lên trước chủ ngữ và sau đó đến động từ have thôi. Câu 43, trong lúc mà tôi đi làm sáng nay thì tôi đã gặp một người bạn cũ. Rồi các bạn có tiếp tục là cái mệnh đề chữ while là trong lúc. Thì trong lúc thì cái này phải là dạng tiếp diễn thôi ha. Đó, trong lúc đang làm gì thì tôi gặp một người bạn cũ, thì cái hành động gặp này sẽ là hành động quá khứ đơn thôi. Cắt ngang cái hành động đang xảy ra chứ không có cùng thì vậy hết ha. Đó, không có phải là trước này là đã đi làm rồi. Ủa, cái này cũng không có đúng đâu các bạn. Ví dụ đây động từ when thì cái này meet chữ nguyên là cũng sai này, tại vì nó chênh lệch thì cái này quá khứ đơn mà cái này hiện tại đơn. Cái này là cũng chênh lệch luôn, cái này hiện tại đơn mà was meeting là quá khứ tiếp diễn này. Rồi, I'm going and my, cái này cũng chênh lệch thì luôn. Cho dù cái này không phân tích được thì các bạn loại trừ cũng được này các bạn. Chỉ có hai cái này là cùng thì mạng quá khứ với nhau là quá khứ tiếp diễn và quá khứ đơn này. Mình có thể phân tích theo hai hướng ha. Trong lúc cái gì đang xảy ra thì was going này, chủ ngữ là I cho nên to be là was. Và sau đó thì hành động gặp thì hành động quá khứ đơn cắt ngang thôi. Tôi đã gặp một người bạn cũ là I met an old friend. Còn không thì các bạn phải dùng phương án loại trừ trong những cái đáp án này. Là những cái này đều bị chênh lệch thì này, một cái hiện tại đơn, một cái quá khứ đơn. Rồi tiếp tục câu 44. Tôi đã không muốn thức dậy vào sáng nay bởi vì trời mưa và rất lạnh và giường tôi thì lại quá ấm. Rồi các bạn thấy là cái dấu hiệu đầu tiên là this morning, sáng hôm nay này, là nó quá khứ rồi. Dấu hiệu thứ hai nữa là it was cold, là cái động từ to be was là quá khứ đơn này. Tiếp tục nữa là my bed was so warm. Thì có được was nữa, chứng tỏ là cái câu chuyện này nó đã được kể lại vào sáng hôm nay, là nó sẽ thuộc mạng quá khứ, nó không có gì phải là hiện tại hết, cho nên chúng ta không dùng trong rồi. Cái này I'm not wanting, không. Bây giờ cái này quá khứ tiếp diễn và cái này quá khứ đơn. Và nhắc lại là cái động từ want này
giống giống như động từ like, think hay là feel cũng vậy. Chúng ta không dùng dạng tiếp diễn là đang muốn nha. Đó, đây, không dùng dạng tiếp diễn. Mà chúng ta chỉ dùng cái thì đơn là hiện tại đơn hoặc quá khứ đơn hoặc tương lai đơn thôi. Chúng ta sẽ có là didn't want, là đã không muốn thức dậy vào sáng hôm nay. Phủ định, cho nên chúng ta thêm cái động từ did, cho nên chúng ta sẽ có là didn't, và sau đó là động từ want giữ nguyên ha. Và trời thì ngoài trời thì đang mưa, was raining thôi. Đó, và rất là lạnh. Rồi, tiếp câu số 45. Tôi nghe tin tức ở trên radio thì điện thoại reo. Rồi các bạn thấy là chúng ta có cái mệnh đề when, khi mà cái mệnh đề này sẽ là mệnh đề chỉ thời gian khi mà ai đó đã làm cái gì ha. Đó. Lúc mà cái gì đó thì tôi đang nghe tin tức trên đài thôi. Cái hành động mà điện thoại reo này sẽ là thì quá khứ đơn để cắt ngang cái hành động đang xảy ra. Đó, cho nên chúng ta sẽ chia cái hành động đang nghe đài là chia thì quá khứ đơn diễn này, và cái hành động reo sẽ là quá khứ đơn để cắt ngang ha. Cứ nhớ là cái mệnh đề when này, mệnh đề thời gian chứa này thì thường nó sẽ là quá khứ đơn. Tất nhiên là đôi khi nó sẽ có dạng tiếp diễn đó các bạn, là lúc ai đó đang làm gì thì cái gì xảy ra. Tuy nhiên là nhìn vào câu này mình dịch ra thì mình cũng biết được là lúc mà tôi đang nghe tin tức ở trên đài thì điện thoại reo, chứ không thể là lúc tôi đang lúc điện thoại đang reo thì tôi đã nghe tin tức trên đài. Nó không có liên quan, nó nghe nó kỳ đúng không các bạn. Chỉ có là lúc mà đang nghe tin tức thì điện thoại đột nhiên reo thôi. Chúng ta sẽ có cái hành động là was listening này, đang nghe, và the phone rang. Đó, quá khứ đơn của động từ ring nha các bạn. Tiếp tục câu số 46. Nhưng mà lúc tôi nhấc máy lên thì chả có ai hết. There was no one there. Các bạn sẽ có tiếp tục mệnh đề when lúc mà, thì cái mệnh đề này sẽ là mệnh đề chỉ thời gian thôi ha. Lúc mà tôi nhấc máy lên thì nó lại tiếp tục quá khứ đơn thôi, kể lại thôi. Chúng ta sẽ có động từ picked. Đó là thêm ed ha, hoặc là to pick up the phone. Thì there was no one there, chả có ai bên đầu bên kia hết. Rồi câu 47, chúng ta sẽ có động từ say. Tôi nói xin chào với tụi nhóc nhưng mà chúng không có trả lời, không có nói gì hết, bởi vì chúng đang xem TV. Các bạn có trong câu này, chúng ta có dấu hiệu là didn't say, là nói chia thì quá khứ đơn này này. Đó, nó có trợ từ did, nó trong câu phủ định là didn't. Và tiếp nữa thì chứng tỏ là trong cái nguyên cả câu này thì đã là kể lại rồi, nó phải thuộc mạng thì quá khứ với nhau, chứ không có được là hiện tại ở đây là say hello là hiện tại đơn này. Đó. Rồi không thể là I was hello được, mà chúng ta cần động từ ở đây mà chúng ta chỉ có động từ said. Và said something to someone này, các bạn nói cái gì với ai này, chúng ta có giới từ to này. Đó, something là hello, và đến to rồi đến someone là the children. Nhưng mà tụi nó không có nói cái gì hết, bởi vì tụi nó đang xem TV. Các bạn sẽ thấy là cái hành động này sẽ là đang xảy ra thôi, đang xảy ra mới không trả lời chứ không nói gì hết chứ. Cho nên chúng ta sẽ chia dạng quá khứ tiếp diễn là were watching. Đó, chúng ta sẽ có phương án này. Câu 48, chúng ta sẽ có cái dấu hiệu ở đây là last night, là tối hôm qua. Là bình thường chúng ta phân tích là last night ấy, là chúng ta sẽ chia thì quá khứ đơn rồi. Giống như cái câu vừa rồi các bạn làm là tối hôm qua bạn có vui không? Did you have good time last night? Tuy nhiên ở đây á, nó lại có thêm một cái mốc thời gian cố định cho các bạn nữa, là vào lúc 8 giờ at 8. Chứng tỏ là tại một thời gian cố định nào đó, cụ thể nào đó, là chứng tỏ có một cái việc gì đó đang xảy ra. Mà này là trong quá khứ, cho nên chúng ta sẽ thấy là đang xảy ra trong quá khứ thì là quá khứ tiếp diễn. Rồi chúng ta sẽ có là were you doing. Vì chủ ngữ là you cho nên chúng ta sẽ có to be là were. Đó, chúng ta không dùng là, nếu như ở câu này mà vứt cái at 8 này đi á, thì chúng ta sẽ dùng là what did you do last night, là tối hôm qua bạn đã làm gì. Tuy nhiên nó có thêm dấu hiệu là tại một cái giờ cụ thể thì chứng tỏ là nhấn mạnh là có cái việc gì đó đang xảy ra chứ. Cho nên chúng ta phải dùng dạng tiếp diễn. Mà đây là quá khứ thì quá khứ tiếp diễn. Rồi, tiếp tục câu 49. We played tennis. Rồi các bạn sẽ có 2 hours là 2 giờ đồng hồ. Thế cái này là khoảng thời gian rồi. Thì khoảng thời gian thì chúng ta sẽ dùng giờ từ for ha. Chúng tôi đã chơi tennis trong vòng 2 tiếng đồng hồ và bây giờ hết chơi rồi các bạn, hết chơi lâu rồi nha. Kể lại thôi. Cái này đã chấm dứt ở trong quá khứ rồi. Cái động từ played nó chia ed này các bạn, thêm ed cột 2 này. Cùng I worked on a farm, tôi làm việc ở trên một nông trại vào các ngày nghỉ lễ. Rồi các bạn sẽ dùng giới từ on ở đây, tại vì sao nó có day này các bạn. Đó, cứ dính cái day này vào là các bạn cứ dùng giới từ on ha, on the holidays. Vào những cái ngày nghỉ lễ thì tôi làm việc ở trên nông trại. Đó. Cái này là cũng người ta cũng kể lại thầy nè các bạn, là chia quá khứ đơn là cái việc gì đó đã xảy ra trong quá khứ, bây giờ người ta kể lại thôi, worked. Rồi các bạn hôm nay đã học xong cái phần test 3 này rồi. Cái bài tiếp theo chúng ta sẽ làm cái bài test 4 nha các bạn. Thì các bạn hãy làm trước và sau đó chúng ta cùng xem chữa bài trên video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.